Những loài thủy quái dưới đây có tài ngụy trang, tốc độ tấn công, hình dáng khiến con người không khỏi giật mình. Chúng ta hãy cùng khám phá top 5 loài thủy quái kỳ dị nhất. Vua ngụy trang cá đá. Người ta cứ tưởng con cá đá này chỉ là một hòn đá được phủ đầy rong rêu. Nằm ở đáy biển, con vật dài 40cm này đang chơi trò phục binh, bất động hoàn toàn với lớp da sần sùi, hình dáng và màu sắc giống y như một hòn đá. Khi thấy một con cá lang thang đến gần, nó bất ngờ mở to cái miệng khổng lồ, táp cả nước lẫn cái miệng với một tốc độ kinh hoàng. Bằng kỹ thuật săn mồi này, mắt và miệng của nó đã phải di chuyển trên lưng. Trong bức ảnh, người ta đã nghĩ đây là mặt của nó, thực ra đó là một cái lưng. Khả năng tấn công 1/100 giây, phải mất 3 ngày tới 12 giờ lặn liên tục, tác giả mới chụp được những hình ảnh này. Lý do là cú tấn công của con ngựa trời biển nhanh đến mức gần như không thể nào chụp ảnh được. Lúc bình thường, con vật khủng khiếp dài 40cm có lớp vỏ cứng như cua này nấp kín dưới đáy một chiếc hố đào trong cát, chỉ để ló hai con mắt ra ngoài. Nhưng khi một con cá đi ngang qua tầm tay, nó phóng ra dùng hai cánh tay đầy những cái móc kẹp chặt lại. Sau đó, nó lôi con mồi vào hang ổ, không thể nào trốn thoát được. Như những cái dấu hỏi mọc lên trong một khu vườn tảo ở độ sâu 10m, những con cá trình vườn này đang dùng bữa. Chúng sống trong những cái hang khoét sâu trong cát và chỉ xuất hiện khi có một dòng nước mang theo nhiều loại tảo. Chúng chui ra khỏi hang và uốn lượn tấm thân dài 70cm theo dòng nước của mình để đánh chén các loài sinh vật li ti. Mặc dù thế, chúng vẫn có thể nhanh chóng chui xuống hang khi phát hiện mối nguy hiểm. Báo động khẩn cấp, một con rắn miệng dài 1,5m lao thẳng vào Lauren. Do bị hốt hoảng vì ánh đèn của máy quay phim, con vật mất khả năng kiểm soát bản thân và lao vào ông thay vì bỏ chạy. Nọc độc của nó cũng kinh hoàng như những con rắn khủng khiếp nhất trên mặt đất. May thay, Lauren đã bình tĩnh đứng yên không nhúc nhích. Sau mấy phút bình tĩnh trở lại, con rắn đã bỏ đi biến mất trong sâu thẳm của vịnh Paposue. Bạn nhớ là đừng tin vào vẻ bề ngoài trong vùng nước băng của Thái Bình Dương khu vực Canada nhé. Con vật này là một gã đàn ông thực sự hấp dẫn, vì theo quan điểm sắc đẹp của loài cá sói, nó cực kỳ đẹp trai và thu hút vô số người đẹp trong thế giới của mình. Và nó cũng không hung dữ đến mức nguy hiểm. Thật ra cá sói chỉ nguy hiểm thực sự với cầu gai, tức là con nhím biển vốn là thức ăn khoái khẩu của nó.